không đi chơi đâu đi bỏ gì lại vậy đây đây em bên đây em bên nghe đây đây bỏ gì để em lâu đi đồng con lâu dữ trời qua phải bê con có bê con kích đéo mà coi cái động tác của anh em nha anh em bỏ gì tao quen biết người ta nhắc cái gì kì bộ đậu nốt anh phò cũng nốt nghe nè không hồng do mà con kia nó trâu như đi mà con nó lâu rồi hấp dẫn quá chuyển hướng sang không ghi anh em ơi xem thấy thí ở đây 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 bé con hai con đâu đây mày con bự ơi sao lạng dữ nè tại sao mày suy đi vậy gầm dữ hả sao đi vậy thế sao nó bự vậy nó bự sao nó gầm dữ hả wow con thù lâu biểu wow một veo nè anh em lấy lên đầu cỏ chứ gì mày một veo nè mày mau gì gọi lên mau điện con nữa nè lên wow bắn riêng đi bắn riêng đi không tình dọc lâu kỳ lâu đâu đâu dạy gì đâu rồi trời mày nhắc lên cho mau rồi khó con thích thích không con bữa con chiều đem bạc rồi anh em tớ đâu tớ đem quay đi mày tớ đâu mày tớ đem quay đi mày thẻ hết mà tớ dạ rồi để sống nó câu à câu gì nữa câu về nấu cơm ăn đi nấu không rau 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 đây anh em nãy câu được hai anh ké con khoảng tầm cây mấy á giờ con này chắc gần 2 kg anh em đó thấy hoang được rỡ cầm ké cầm tay luôn bây giờ anh em tiến hành lạng một con ăn mù tạt với là nhúng nhúng nước dừa ăn mù tạt tới cái đòn đó tôi nghẹn lâu á cắt cái dừa kìa chùi chặt ra nhúng rồi ăn càng ngọt đó đây anh Nam bây giờ chiều sáng anh Nam câu được con mực phủ cho vô son bây giờ tiếp tục tiếp tục hai anh ké dưa gan đó. Bây giờ anh em lạng ăn mù tạt nha. Mình quay nhiều những cái clip của anh em sinh hoạt trên ghe cho quý anh chị xem. Đó. Đập đồ to vậy. Mẹ con lấy xuống thịt bắt vô. Bỏ ké vô nó ngọt luôn. Đây, rau cỏ mới đi có đầy đủ rồi anh em. Không thiếu món nào. Không thiếu cái gì. Đó. Mới đờ bè luôn. Còn riêng cái xô đây là giặt đồ. Rau. Giờ chuyển qua. Giờ chuyển qua rồi rau rồi ké xong rồi mấy luôn. Không có. Anh chị nào xem full clip thì nhớ là cái xô đây bữa có quay lên clip là hôn lấy nó giặt đồ này. Giờ chính bản thân lấy rửa rau luôn. Bữa đó lấy xô này chớ nó khó vô đem tới uống lắm. Đầu lại ngay với chê gái. Ê anh em, bây giờ anh Nam cởi áo ra. Bóc tiếp. Áo ngực 6 múi đang quen rồi chứ. Xưa tập tè dữ lắm. Ủa, đâu gần tới rồi, coi như bức hay đâu, ngon thử hết rồi. Vậy thì đây hả? Biết đây rồi, sớm mua chân mua đồ rồi đó. Câu hình. Giờ anh em tiến hành nấu ké tươi luôn nha anh em. Chắc có lẽ là chắc có lẽ là đổ xong cái nọc chưa.
con này là ăn ăn mùa tè không hết, sẽ lấy một ít lẹ mùa tè, còn ít anh em nấu miếng bè ông ăn miếng à, tí chắc ăn nổ tí mẹ nghe đi giờ còn chéo luôn nữa. Đây quay anh em xem anh tí ấy rubber mấy thuộc nhông rubber giờ không không có cái lời nào để nói nữa. Mày mà tụi đi vô đâm cái cùng hết luôn. Gieo cùng với lạng không qua đẹp mày. Đẹp kế được. Để anh Nam anh Mai anh review lại cái gieo nha. Mà gieo anh em. Rồi Nam tiến hành lạng. Đó, Nam lấy một cái thớ thịt to nhất trên kế đây. Hấp dẫn quá anh em ơi. Sâu thiêu nhiều mà. Nếu mà xét về góc cạnh mà ăn mồi tạc tươi á, thì về cá biển á, thì đây là chính là tươi sống luôn nha anh em. Chứ một số anh em cũng ăn dòng cá biển, nhưng mà nhiều khi anh em vô bè á, cá nuôi á. Này cá thiên nhiên luôn, bắt lên. Nếu mà đỡ mà thưởng thức những cái món này thì phải đi biển mới thưởng thức được. Này không phải là quan trọng là có tiền hay không có tiền, nhưng mà cái khoảng cách địa lý anh em ở trên bờ thì không có cách nào mà thưởng thức được những cái món tươi sống. Ở tầm này thì nếu như muốn ăn cá biển. Ăn miếng hai. Miếng đó nào. Miếng rứ vậy, miếng gì vậy? Miếng đó nhiều lắm á. Thớ thịt này dày mà. Miếng đó mình đâm ăn hết khó nhau. Làng lên miếng cá đẹp quá anh em. Miếng rứ rồi chứ. Miếng ăn đủ lắm. Ở chỗ làng nữa nè. Ăn mì nó mát bụng. Đậu nữa xí giấy. Đậu nó ngủ thế thì đây. Xí giấy rồi có rồi. Thế. Ủa, là con bi. Gì? Nó đỏ, thịt nó tư, nó đỏ vậy chứ không phải nạc đâu. Nạc kia nó có phần nạc cho phần. Cái nạc ngay chỗ đó. Nạc ngay chỗ đó, còn mấy kia nó do nó tư quá tươi nó đỏ. Phần nạc nó nằm bên đi. Mình nói theo ngôn từ địa phương luôn nha anh em. Mình kêu tư quá tươi giờ bởi vì clip này có nhiều anh em ở địa phương xem mình kêu tươi nghe nó bị lạc âm so với người bản địa. Cho nên là cá này mình ít khi kêu cá tươi, mình kêu cá tư luôn. Đó. Đúng chắc anh em ở thôn quê. Khi nào mình lên phố là mình sẽ kêu là cá tươi. Ở đây cá tư không mà nhầm có cá tươi anh em. Xì phố. Lên xì phố như hè phố. Lẹn sang ngoài ông tí ông dậy giờ. Chưa chạy để đây giờ. Giờ đây. Giờ đó. Đây, ba người ăn hai dĩa chưa? Tầm đó, thêm thêm để ăn cửa hai dĩa. Ba người ăn hai dĩa nhưng anh em bốn, thường thường là bốn người năm người lên quán kêu qua một dĩa, nhưng mà ở đây là ba người nhưng mà hai dĩa. Gỡ chay ông Nam. Tí là rất bơ đâu không tính ảnh. Tí uống sữa. Giờ nhà xong nữa. Vừa vừa thâu không cần mỏng quá đâu anh em. Mỏng quá nó khó lèn. Cá chanh nè hả? Đó, mấy cá chanh. Mẹ con chi chanh. Cái dừa đi càng ngon không? Tay tái gì vậy em? Muốn có cái dừa ngọt cỡ. Nghe nói dừa nó có cái lượng men rồi nó nghe vô nó không tái hết. Nghe. Thấy bàn tây quen của anh em bữa nay trổ tài chưa? Cái tàu câu xem bắt
lẹn luôn. Ai biểu câu giờ cho lẹn luôn chưa chưa được cái gì nào chị giữ hết trơn. Cái con mà nó chị cho hai con kẻ ba bốn cây ké mà nặng lắm nha. Ủa nếp cái con vừa ghen cái chân dùng mình em nè sức mép này anh ơi coi như ghen nó mới sức sức con trời mấy con mày ấy này nó sức mép hết rồi chân dùng nó những người đang lấn má lần gì á đây bà kế cho nó ngọt luôn nha này còn ngọt cỡ gì ờ có chút nước từ đây Thế bà kia nấu luôn vậy? Ngọt. Ý sợ kế là mình nấu ăn hết là mai mình hâm lại sợ thịt như có rau đó mai được không? Rau gì đâu ngọt không mà rau. À giải quất luôn. Sáng anh em nấu xong thịt xương với thơm kè cho nên là giờ còn cái xong thịt đó anh em quyết định cái số kế mà còn lại anh em sẽ cho vào trong cái xong đó luôn. Đó. Còn một vài lát ké tươi đây là nam anh lạng để anh em nhúng mù tạt sẽ bằng ké tươi quá đang ghép cái ngầu đó nó vừa ghép rồi. Xin chào mấy anh em nha, bữa chiều anh em làm gì hai gì á review quán tại biển nha anh em, quán hương biển gió ngồi đây anh em đó, quay cảnh biển quanh quanh cho anh em xem mênh mông bao le luôn nhưng cũng không biết là chỗ nào luôn giữa biển khơi đây đó. Lúc nãy là con cá ngừ anh em cái dưa gan á bắt đầu giờ lạng nè, ở đây có ba anh em làm hai dĩa nếu trình quán là nhiêu đây là phải 6-7 người trở lên. Ba anh em làm hai dĩa có bánh trang nướng rồi bài bản rau này nước chấm nè. Một dĩa tuôn nặng chanh rướng lên cho nha. Còn dĩa kia đỡ chanh em. À. Đây có nước chanh má nặng đây mấy đi mấy ít nữa. Rướng lên cho chút nữa. Một dĩa anh em sẽ anh em sẽ nặng tái chanh còn một dĩa này là anh em ăn sống luôn. Ăn sống với mù tạt luôn. Cảm ơn bà cơm lên. Không. Anh tí anh em lên anh tí anh em. Tí anh em gì nữa. Lên quán hương biển đi. Năm cho còn anh tí không. Những ngày vui anh về nơi đâu. Tí chỉ đến với anh em lúc say. Còn hết say tí giờ nơi đâu. Anh tí giờ bị ơ anh em. Ơ cái xương ở dưới không ai. Giờ anh tí anh chỉ dùng được xương ở dưới cơm, anh ăn cơm. Còn mấy anh em mình sẽ ăn bánh tráng nè. Ở đây có bánh tráng nè. Dạ trận miếng bánh tráng nướng nữa nè. Chứ đi tu rồi, không ăn trận miếng là lợm. À. Review bài bản cho anh em xem. Đây, chanh nè. Nước chấm nè, nước chấm hô nó phèn tô nước chấm nhìn đẹp không? Mù tẹt đánh dưa gia vị anh em, nó gia vị nè. Mù tẹt đánh gia vị. Ở đây anh em cũng tự phê cho anh em một cái bài bản luôn. Đây bán tô đặc biệt. Làm đi, làm thử dài miếng demo trước đi. Để anh em làm đi. Nhìn cái rổ rau hấp dẫn không? Đẹp quá. Hấp dẫn quá. Và cho bì đồ phộng cái gì ông đi ông nói mà đồ cho biểu vì lấy đây ông lấy mì phộng gì mà nhiêu đây đủ ngon phộng nữa có đồ phộng vô là có chặt miếu ngon lắm phộng ấy không phộng là vàng phộng nếu mà anh em mang chín hung là nhóm vô chanh nha thì có chanh nè nè chanh tái là đây đấy à. Mình quay bài bản cũng về cái cuộc sống làm biển thôi cho anh em xem. Bữa giờ anh em ở nhà là dừa nước nhưng mà khác màu. Đây. Đây. Cho mình bài màu kia cho cái tô cho nó. Cho nó quay biết. Wow. Đẻ ngoài không? Ê bài quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời quá đẻ anh em.
con tí ra mặt chạm chỗ quét đâu. Móc ảo chưa có mối tiền chắc. Ngủ hàng rèo bị ấy anh em, bị chó nó ủi ủi gốc cây xong lên nó kèo mặt luôn. Uống say gì ngủ gốc xài á. Nam làm gì nữa? Phòng. Nam lấy đồ phòng mà đồ. Đồ phòng ấy. Đồ phòng duyên duyên ấy, duyên chiên. Cha chai xì dầu. Phê. Đây mình sẽ ăn những cái món cuốn mình ăn sau, do một tay mình đang cầm máy quay á. Hôm nay mua cái chân quay khác nữa. Ấy, nó khác nữa, có mình thêm ve vô hôm đó nữa. Nhưng mà nói chung mà đồ ngơ giờ nó nhiều hết chỗ bỏ anh em. Giờ thiệt sự luôn, do nói chung là anh em cũng không có rành gì cái mấy cái bộ môn mà mấy kia mấy nọ. Càng thêm mình ở xe thành phố á, cho nên là mua cái gì là toàn là gửi hàng online, rồi giờ xài không được rồi bỏ, xài không được bỏ, quý lắm. Nên là bữa nay quyết định mình chơi chơi nó quất mù tẹt cho mình này, chuyển qua ông em bớt đi. Mới không? Sao? Mà làm sai thì cũ nó là cái bộ tẹt mấy đứa chứ dữ hết thấu ơi. Cái gì là sẽ sao? Nên là mình sẽ cuối cùng mình sẽ chọn lại cái việc quay đơn giản cho anh em xem. Sắp tới bây giờ là ở trên tàu thuyền này mình quay, sắp tới mình có những cái cuộc hành trình mà đi Bắc Nam anh em. Mình quay về cuộc sống về người dân rồi thì mình sẽ trang bị thêm một cái mic không dây á, nó khoảng tầm gần 5 triệu với một cây chống rung nữa. Thì tầm 3 triệu đổ lại nữa là trang bị thêm 7-8 triệu nữa. Là đã quay video nói chung là lung linh sinh động cho anh em xem. Đồ anh đồ phòng mày mày để cái ca làm đi. Đi xe đi. Bài bản. Không vô đồ phòng quá. Anh em ăn coi thử gấp miệng quan thử anh em. Thôi chưa vô hành vô đồ hết. Hành gì nhiêu giấy được nè. Còn buổi chiều hôm nay coi như là rất gặp rất hấp dẫn và rất là ngon miệng. Rồi ngon hải luôn trời. Hôm nay nhà coi như bây giờ mà kéo hai giờ gan vô đây. Hồi bữa rồi. Mình có lẹn con ké gì đó, cái trắng cái lép gì đó, nhưng mà đâu nó gốm nó không đỏ chối nè, mà ăn thịt nó dở mà. Ê, bữa ké dưa cầm ranh dữ. Có bữa quẹ nhai lúc nào nó quay che làm lại miếng đi. bữa cái bò là bé mình ăn là nằm đã chết rồi. Rồi quất miếng đi rồi, cũng bắt đi bánh to rồi vô. Bạn này vô là đi mua em rồi không biết. Wow, mở gì anh em? Mở ăn hôn nữa nè anh em. Đón không? Tại em thèm quá. Mở làm một miếng ké tươi luôn, quá ngon anh nha. Nói chung là trên biển á thì lúc nào nó đầy đủ anh em làm bài bản trước. Có những lúc nói chung phải chịu cái quay rồi lâu rồi tới rồi lâu rồi tới rồi biết dần chơi đâu mẹ lâu giờ đâu phải cứu anh nhiều. Ông nói bài bè của Trần Hỷ Con. Chào tao lấy kia đừng. Nhà má nhớ không? Má bị à? Đây anh em, mình gấp nè. Đó. Mình gấp nhưng mà nói chung là từ trước tới giờ là mình làm theo kiểu đề tài quay về cuộc sống về sinh hoạt của anh em á. Mình cũng ngồi ăn đó thôi chứ camera nó cũng hướng về mình. Khổ là cái đâu. Đẹp quá. Thức phô. Bọt cá lột bọng. Biết biết không ngon ấy. Ngọt ngọt. Để lên xuống thế nhỉ được.
Đây. Đây còn mấy con. Mà sao lưa cản lên đây quýnh tay? Vậy chạy cá lúc kia lúc nào ghé ăn đúng ngọt luôn từ nè ngồi quán ngon anh em ơi, miếng tiếp theo nè anh em, miếng này miếng đấy quá nhiều món thiếu miếng luôn á, nhưng mà thịt nó ngọt đủ dê vị vô trong cùng năm nè năm nãy giờ toàn là cuốn là bài bản đầy đủ, mình là nãy giờ chưa cuốn được là review cho anh em xem, cho nên là cuốn đặc biệt ăn không bánh tráng là ăn không với bánh tráng là chính đây anh em, để không hấp dẫn không ăn không với bánh tráng thì ngon rồi để quá. Đây quay cảnh biển mênh mông bao la cho anh em xem nha anh em. Đó. Bóng luôn ôm. Muốn bật hay mới nào muốn. Có máu mua một hộp bóng 12 volt gì rồi đấu lại không? Rồi đánh đâu đi biết. Chút băng lại chứ bóng lên đẩy nổ hết. Bỏ lên nè. Hôm bữa ra ngồi trong khô chiều chiều ra bắt tội lại ba bản. Về vô. Dê vậy đâu còn thiếu. Không quen à, cái đây nịnh cây còn đây không nịnh. Ừ. Gì đó. Làm đẹp dạt chút lĩnh. Wow. Đây củ hành. À, chấm dê quay quất. Mình không quay được, mình mắc cầm mới quay nên mình ăn từng món, ăn ké và ăn hành sau. Còn những anh em cuốn luôn một lần luôn, nguyên cuốn luôn, như năm rồi đây cuốn nguyên cuốn luôn. Còn rồi nó cuốn xe lách này, nhìn đẻ. Thôi luôn. Ké, vừa ké mình nhúng ăn ngon lắm. Dậy. Chưa ghen được, nhúng ngon lắm. Thì bởi nhúng với ông đấy. À, cho ghen. Vô đây cho. Có bạn ông nông ăn, dai ăn. Ăn ngon lắm chứ. Nếu trùng đẩy. Cái sao đẩy mấy bún á. Bồ, nó ngọt đẻ. Nó cốt nó sang lại. Đây nè em. Tiếp tục miếng thứ ba. Ghen ghen ghen. Còn dùng nước đấy, biểu ông ngon. Càng nhúng càng nào, kế bỏ vô nè. Thật ghê. Tí tàu á, tàu bữa nay không có thêm giờ vô cái chiến trường này đâu. Thịt tươi rối luôn anh em ơi. Tàu gì? Thịt tươi lắm nãy, bây giờ. Mấy cái ghen sầm sầm tối cho nên là nó chanh vô nó tái tái nè. Tươi rối rồi rồi luôn. Nồng là muối quá. Bữa giờ giờ bật motor xẻ nước hết, bữa nay lấy nước lại à. Bữa giờ anh em về nhà xẻ hết, bữa nay em đi nạp vitamin đẹp lại. Anh em đi nạp vitamin hung hăng lại. Năm đầu bữa giờ gì à không 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 xẻ được. Xẻ vừa đều.